Buổi sáng dậy muộn nhưng mà có một sự vội vàng không hề nhẹ. Ăn uống xong thay quần áo rồi lại chui vào gấp chăn. Xong rồi là chuẩn bị đi làm. Tuần này mình đi làm ca muộn. Ca sớm là 7 giờ, nay ca muộn 7 rưỡi. 7 rưỡi mới có xe đón nên mình dậy hơi muộn một xíu. Ngày nào mình cũng tranh thủ quay một ít video, tại vì cái video mình làm ấy, vlog của mình làm về cuộc sống hàng ngày nên mỗi ngày mình tranh thủ mình quay một xíu rồi lại đi làm, đến trưa thì lên mới được cầm điện thoại thì có quay được cái nào thì quay, không thì tối về mình lại quay. Gần như thời gian rảnh của mình cũng rất là ít, chỉ được lúc ở nhà thôi. Đi làm thì hầu như làm cả ngày 8 tiếng nên thời gian rảnh thì cũng ít. Về nhà mình mới có thời gian mình quay ấy. Nên là về nhà cũng phải ăn uống này, dọn dẹp các kiểu này. Nên là Làm thời gì gian đâu? dành ra quay video nữa, thế là hết ngày. Cũng rất là may mắn là mình ở công ty này, xe đưa đón đến tận nhà, sáng đi tối về là mình Tiếp cũng tục không phải đi gì bộ. cay. Cũng may mắn hơn rất là nhiều người rồi, nhất là cái mùa tuyết này. Đi bộ thì ôi rồi thôi xong đấy, không thể nào đi nổi, tuyết nó dày lại còn bão nữa, nhất là cái mùa tuyết bão này, mùa hè thì mưa suốt này, nắng lại còn mưa nữa. Cũng may mắn là có xe đón. Đúng là mùa tuyết tan rồi, thích thật đấy. Thời tiết nắng lên, nắng chói chang luôn. 7 giờ 7 rưỡi nó nắng như thế này này. Đấy. Tại bây giờ mình cũng đang tìm hiểu Tokyu-T, có nghĩa là mình muốn chuyển công ty ấy. Đến tháng 7 thì mình cũng hết hợp đồng rồi nên là mình cũng muốn chuyển công ty khác để thay đổi một chỗ mới làm việc cho nó có một không khí mới, vì làm 3 năm ở đây cũng cảm thấy mình bị kiểu nhàm chán ấy. Mình muốn chuyển, không biết là có điều gì đó may mắn đến với mình không. Một chặng đường khoảng tầm 20 phút mà bây giờ đã đến công ty rồi. Mình cũng chuẩn bị vào làm thôi, tại vì đến công ty thì không có thời gian, chỉ có 4 đến 5 phút để thay quần áo thôi. Thay quần áo đồng phục đi làm ấy. Thời tiết đẹp nên là biển rất là trong xanh, nhìn thích thật đấy. Nhìn này. Không có một tí gọi là sóng nữa, biển kiểu như là biển đấy, biển Thái Bình Dương mà kiểu nó lặng sóng ấy. Tới công ty thì mình không được phép dùng điện thoại, tại vì không được quay ấy, cấm quay trong công ty nên mình chỉ đi đến công ty thôi. Thời gian được cầm điện thoại là lúc nghỉ trưa và lúc về, nên là những cái lúc làm việc thì không được quay nha các bạn nha. Đã đến bữa trưa rồi, đây là bữa cơm trưa của mình hôm nay. Ăn cơm mà không có thể nuốt nổi, lâu lâu rồi mình mới ăn cơm. Được cái vừa ăn vừa ngắm biển các bạn ạ. Trước mặt là phòng ăn là biển nên là vừa ăn vừa ngắm biển tuyệt đẹp nha.
ăn xong rồi kéo cái ghế xoay ra rồi ngủ lăn cũ lóc như heo ấy. Tuyết bên kia này nó vơi tuyết rồi. Tao quay một cái video mà cái núi đẹp ơi là đẹp luôn mẹ. Đây này, tao cho mày xem. Mày vào vlog của tao mà xem này. À, về đến nhà rồi ăn uống xong xuôi, thế là mình tranh thủ mình đi siêu thị. Thì lâu lắm rồi mình không có đi á, nên tối nay mình sẽ đi xem có đồ giảm giá không, mình sẽ mua đồ giảm giá nha. Buổi đêm ra đường không biết có lạnh không, nhưng mà cũng may mắn là ra đường thấy mát, tại vì không còn tuyết nữa ấy. Nó kiểu như là hơi se se lạnh, như kiểu giống kiểu Việt Nam ấy, mát dễ chịu. Này mùa hè thì chắc kệ ra đường nó mát. Buổi đêm rất là thoáng mát luôn. Phải vội vàng. Tao không có thời gian đi làm về, không có thời gian để mà nấu nướng cái gì hết á. Ăn không ăn được, mình không ăn được, không thể làm được. Người ta đi siêu thị, người ta mua đồ ăn ăn nhanh, đồ giảm giá đấy. Tối nay mình đi siêu thị cùng một cô em nữa, đi siêu thị xem mua đồ giảm giá, nên là đi lên đến siêu thị thì tóc mày xoăn tự nhiên hay xoăn rất là đông người luôn đấy. Mời các bạn dạo quanh siêu thị cùng mình nha, xem mình mua những cái gì. À, mua bánh mì cho con. Ở siêu thị này toàn là đồ ăn này, toàn là đồ ăn. Ngoài đồ ăn ra thì như ở quần áo các thứ thì không có, còn bên cạnh thì có cửa hàng 100 yên. Đồ các thứ rất là rẻ, chỉ có 100 yên một thứ thôi. Đắt nhất là 500 yên, nhưng mà họ chủ yếu là đồ 100 yên. Đây đây, cái gì nhỉ? Nó là đậu xanh có hình quả chuối. Tao không biết cái loại đấy, tao uống bao giờ đâu, tao đập đầu vào tường chết mất cái bọn. Không biết. Đây. Đấy nào. Đây, đậu xanh này. À, các bạn ấy lười đi siêu thị nên là mỗi lần có ai đi siêu thị là các bạn ấy sẽ nhờ mua các thứ để xách về. Thực ra những cái đồ rất là nặng. Mình mua được thì mình xách được thì mình mua, mà không xách được thì chắc là mình sẽ không mua ấy. Đậu đây xíu chỗ này thôi. Mà nó bảo có hình của chuối gì ở đâu ấy. Bán nó nè. Hết đồ giảm giá rồi. Mấy giờ rồi? Sao hôm nay giảm giá sớm thế hay chưa? 7 hơn 7 giờ rồi bán nổi. Thế yeah. Này bò này cuối 7 giờ hơn ra siêu thị mà đồ giảm giá cũng hết các bạn ạ. Tại vì người Nhật người ta cũng săn đồ giảm giá kinh khủng luôn ấy. Mình không nhanh nhá là đến không kịp luôn. Người Nhật người ta mua nhiều lắm. Với cả đồ ăn bento này này, đồ ăn nhanh ấy. Trời ơi, người Nhật người ta cũng khác gì người Việt luôn. Người ta săn đồ giảm giá. Sao gì đây anh? Ôi, nguyên cả cây luôn này. Thanh tỏi. Ô, không có dưa chuột rồi má ơi. Không có dưa chuột rồi. À đây bên này mẹ ơi. Dưa. Mình hay mua dưa chuột tại vì mình ít ăn rau ấy. Mua rau về đều để hỏng đi không ăn ấy. Toàn là để cho nó thọng nó thối ở trong tủ lạnh ấy. Mua dưa chuột về mình thấy là gặp cả quả mình ăn, hoặc mình cắt cắt lát lát ra mình ăn dễ ăn. Rau là về phải đun nấu nên là mình rất ngại mua rau, nên là thích ăn dưa chuột. Mua gì mình cũng phải nhìn giá, tại vì không có nhiều tiền, trong túi có mấy sen thôi à. Mình phải xem giá rồi cái nào hợp lý thì mình mua. Ra siêu thị rất là đông người, Việt cũng có, nhà bọn mình thấy
đám người Việt mà kiểu quen quen ấy, cũng người thì cùng công ty, người thì khác công ty nhưng mà quen quen ấy. Chuồn nhanh khẩn trương, tại vì ăn mặc rất là bách, người ta không nhận ra mình luôn. Thời lượng video của mình đã hết rồi, mình xin bye bye nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.